오케이. 우리 단어 먼저 해볼까요? 이거는 아마 무비 영화에 관한 거예요. 빔 영화 네. 빔 네. 어빔 띵? 띵한? 빔어 무비 영화 네. 이젠 벤. 임빈 액터 액트리스 배우 네. 라우디엔. 导演 디렉터 감독 네. 감독. 이반. kịch bản, script, table.네, 대본 또는 시나리오. 오케이, 좋아요. 압력? âm nhạc, music, âm mặt,네. 하우 중. hậu trường, behind the screens, hyun young hyun so,네? 현상소? 네, chan chan dung chan so촬영 장소? 오케이. chan Ao dung chung. dung chan so À, chan can dung quay, can quay. b kyung hậu trường cảnh quay qua chan N dung chan Trang so miệng, trang miệng. Né. chan miên Né, hợp đồng. hợp đồng contract kê giặc Né. Trailer. trailer trailer Jacob Pion Né, yêu cầu xem. Chu văn. chiếu bằng screening sang dòng Né, sang nhóm. yeah. Minh Trang, Yeah.읽어 볼까요? Đọc trên cao trên đất. Phim mới của đạo diễn nổi tiếng đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Phim mới của đạo diễn nổi tiếng đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Phim mới xe dòng à đạo diễn là Cam tốc. né, 감독 새 영화는 유명한 그 감독 새 영화가 땅뜨 후트 수주의 와동 다오 간자 Quan khách từ từ e quan si mương vương받고 cơ sau있어요. 네. 좋아요. 독. diễn viên chính đã rất ấn tượng với vai diễn của mình trong bộ phim này Diễn viên chính đã rất ấn tượng với vai diễn của mình trong bộ phim này. Diễn viên đều diễn viên BU này chính là đều Chu chính. Yong Biu Nè, một mang đều Chu Yong Biu đã rất ấn tượng với ấn tượng với ấn tượng in san chóc 인상적인 아주 인상적이에요. 모다 바이 지엔나 민 정보 팀 나이 그 네. 영화에서 나의 바이 지엔 뭐예요? 바이 지엔 Vai diễn của mình trong bộ phim này vai diễn là Yong역할. Giọt아, Han 역할, 네. 아. 네. 아, 역할에서 인상적이에요. 그 kịch bản phim đã được viết một cách tỉ mỉ để tạo ra câu chuyện hấp dẫn. Kịch bản tính là tức việc một cách ý nghĩa để tạo là câu chuyện hấp dẫn. Bạn phim drama인데 드라마 드라마 네. 어떻게 쓰였어요? 모카크 디미데 타오 라 카우 츄엔 Câu chuyện Iyaki아 Run네 Me rock chop in Iyaki아 이야기 타오 츄엔 합찬 매력적인 이야기를
Đang quay xe đó. Kịch bản phim và giọng hoa Tebonun, mê rock, Theo cái gì à, gì đấy? mê s năm năm Nè, tháng có không anh thấy à? Ita ga chiến hành gì xin cả Âm nhạc trong phim đã tạo ra một bầu không khí đặc biệt và lôi cuốn. âm nạp trong phim đã tạo là mô bảo không chỉ đặc biệt và lộ ôi cuốn à giống hoa ừ mà gần một bao trọng bao công chi không đi ghi Buôn nè y nè đặc biệt thực tế ăn không đi ghi cái sao cái cô lôi cuốn lôi cuốn qua cho xong hạ cái tạ. này ừ. 특별하고 너의 소원하는 분위기를 가지고 있어요. 공기 룬 cho xong hạ tạ. Ừ. Đóng phim. Phim đã có một buổi chiếu bằng thành công và thành phim đã có một buổi chiếu bằng thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Phim đã có một buổi chiếu ở bang tán cổ và nên tốt như lối trên ngõ chú cán trả giống nên ta cô khá dịch vụ sở bôi chữ mani bộ bôi chữ bằng thành công cho kinh thành công nghề to thành công rồi bôi chữ và nên nên tốt như lối đến Y dòng hoa nương son cung chóc kinh san yon run ừ, co cho xin con két tương rô bu tho mã nương chan sa run bạc tát so yon. à, căn gia로부터 켄 노이 찬사를 받았어요. 네. 행한 볼게요. 영화 팀 Động배우 hoa phim.네, 이지은 밴 감독 다우젠 대본 직관 음악 악력 배경 바우 중 촬영 장소 관과에 계약 합동 예고편 트레일러 상영 지유방 유명 감독의 새 영화는 많은 관객들이 관심을 끌고 있다. 유미영 감독 에세 영화는 많은 관객들 에 관심을 끈고 있다. Là phim mới của đạo diễn nổi tiếng thì được nhiều khán giả quan tâm. Đấy. À,主演 배우는 이 영화에서 역할에 매우 인상적이었다. 주연 배우는 이 영화에서의 역할에 매우 인상적이었다. Diễn viên chính À, thì diễn viên chính, ấn tượng với vai của mình trong bộ phim này. nè. À, 영화 대본은 매력적이게 작성되어 매력적이게 매력 영화 분의 매 매력적이게 아 작성되어 아마 매력 이게 작성 아니 이상하다 매력적인 이야기를 만들어냈다 훌륭하게 작성되어 매력적인 이야기를 만들었다. 뭘까요? 영화 대본이 kịch기반 bản빔 đã다떡 được viết비 một cách tỉ mỉ để tạo ra câu chuyện hấp dẫn hấp dẫn in sang chóc. In상적은 인상적으로 작성되어 네 오케이 영화 대본은 인상적으로 작성되어 매력적인 이야기를 만들어냈다. 영화 때문은 인상적인, 인상적으로 작성되어. 영화 음악은
Thực viên Hako me hok chok in bun ikirun cho Không son. nghe ta âm nhạc Âm phim nhạc trong phim đã tạo ra một bầu không khí đặc biệt và lôi cuốn. đấy. Ồ, ta suốt chung như đó không? Chúc mừng ta thông hòa chả? Ừ. Ý ông Phim đã 많은 성공적인 상영을 거쳐 관객들로부터 많은 찬사를 받았다. Y dọn hoa nương son cung chót kinh san dung nương rương co cho quan khách từ rô bu tho mạn nương chan sa rương mặt tắt tạ là Phim phim đã có một buổi chiếu bằng chiếu thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. nè nè. Ok. 그다음에 영화에 관한 대화하고 우리가 영화에 대해서 티잉 뱃으로 대화를 나눠 봐요. 일단은 영어는 건너뛰고 한국어. 네. 최근에 본 좋은 영화 있어? 어제 밤에 정말 재밌는 코미디를 봤어. 계속 해서 웃게 했지. 그거 재미있겠다. 뭐라고 해? 우대한 한준이라고 해 만약 코미디가 좋다면 국보긴 추천해. 추천해줘서 고마워. 내 시청 목록에 추가할게. The band của Sam Batki, bộ phim hài nào gắn dài không? Ừ, tối qua tôi đã xem một bộ phim hài tuyệt vời. Nó khiến tôi cười suốt thời gian. Nhé, có vẻ bị nó thêm là gì? Nó có tên là The Great Gatsby. Bạn nên xem thử nếu bạn thích thể loại hài. Cảm ơn về lời khuyên. Tôi sẽ tìm bảo danh sách. Chính xác, xem quả mình. Iko Nè. Hangulmallo bakkobayo. E, donen, xem baki, aso, bộ phim hay nào gần đây,최근에 영화 봤어? Ok. 밤에 tối qua, oze bame, nanen. Ê. Ừ, tối qua tôi đã xem một bộ phim hài tuyệt vời. Aju훌륭한 Nó khiến tôi cười suốt thời gian. phim hay comedy 영화 뭐 Ờ, phim 네. Comedy 영화. 훌륭한 good boy 훌륭한 코미디 영화를 봤어. 그거 너 귀엔 또 있고 있어 또 있잖아. 네. 웃음 고 있어 고의 웃음 나는 웃어. 시간 가는 줄 모르고 웃었어. 높인 또이 보이 소 또이잖 네코 베비 재밌었겠네 재밌어. 계속 해서 웃게 했지. 노텔라지 그거 영화 이름 뭐야? 네, 이거 노텔라지 영화. 너그 영화 코텔라 이름이 Great Escape 위대한 우대한 해준이라고 해. 탈출 만나는 샘두뉴 만틱 데록록 하이 뉴 하면 너가 좋아하게 될 거야. 만나는 샘두한 보면 좋아하게 될 거야. 네. 감온 고마워 벨로이 구헨 고마워. 네. 추천해줘서 고마워 로이 구헨. 오케이. 누가 함께. 네. 도이세 덴 바오 잔삭 나는 넣을게 덴 바오 잔삭 센 과민 나의 볼 목록 잔삭 목록 목록. 목록으로 된 그거를 넣을게.
추가할게. 세댐. 그러니까 한 개. 추가할게. 아, 티잉베스로 영화에 대해서 얘기해 볼까요? 아, 딴, 아, 오, 네, 야판, 아, 네. 딴, 딴다쌤 핌? 오, 야판? 네. 아, 텐라 핌? 텐라지? Tên là One Piece. One Piece. One Nè Piece nè. là nổi tiếng là Nhật Bản manga manga Nè manga. Manga. Nhật Bản manga okay. Em thích One Piece Nè, chọn man cho hiểu. tiếng Việt nổi tiếng Việt Em rất thích xem phim One Piece One Piece. ok the phim nổi tiếng phim Việt Nam nổi tiếng là gì? Phim Việt Nam nổi tiếng anh là Mai. Mai Nè. Mai Mai Em đã xem mãi không? Em ở Nhật Bản nên không thể xem được. Ok. Cao hội em có cao hội về phim Hàn Quốc Nè, tên bếp nè, diễn viên nào nổi tiếng ở Hàn Quốc? viêm gắn trái Hamyo là nổi tiếng phim nổi tiếng ở Hàn Quốc Hamyo là không biết không biết du thiên biết Hamyo là em Con hiểu. Hamyo không biết Dạ tạm. Chú Thiên Việt. Hiểu tạm. Ok. Tạm hiểu. Dạ. Một câu hỏi. Này. Thỉnh thoảng hay có đi xem phim ở rạp chiếu phim không? Xem. Từ phải không? Xem phim. Rồi, vô chung dòng hoa can e dòng hoa rừng bồ 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 rêu cayo. Không không về không không đi tôi không đi xem phim tôi sống ở tôi không sống ở thành phố không có chăn chăn phim Dòng hoa can Observe, không có. observe Ok. cho Nè, nên nè. YouTube bỏ rô dòng hoa Xem rừng YouTube, chú bỏ Roman YouTube. dòng hoa rừng bao nhiêu Ok. Ok, good. 이번에 발음 할 거예요, 발음. 바탕. 네, 산. 산 읽어볼까요? 산 chết quốc đi bộ네. 달림. san rim forest soi san rim sum sum katayo imi katayo sum 섬? 네 섬은 아니에요. 섬은 다오. 응, 솜, 솜, 섬? 솜, 솜, 숨, 숲, 숲. 아, 예, 같아요. 숲, 숲. 응, 숲, 숲. 살림, 네, 숲. 네, 포레스트.
Tiếng biển bắt đầu với ông. Rừng Lương. rừng Lương. Sa nướng. Nướng. Tại sao chân em sum ini Chúc sao chúc quá. Ở đây sẽ cảm ơn. Anh nè, gọi là xúc. sum Xúc. ừ Xúc. Xúc. chúc Hako San Rim Katun marie, bistel. Tata Yeah. Tiếng về ita nào ni ka phong ya. Sanheng. Mountain rừng climbing. Leo núi, leo à núi. Lên núi. nè leo núi Nè, hôm bông, yêu cầu kêu, 오늘은 산책을 하러 공원에 갈 거야. Honorun Sanchez Kun Haro Kung Wang E King Koya. Hết rồi. Hôm nay tôi đi bộ. Đi I'm bộ. going to bed for a walk. Hôm nay tôi đã đi đã tôi dự định đi công viên đi bộ đến công viên. Đi với công viên, ok. Đi Salim에서 đi캠핑을 đi즐기는 dạo.것이 Salim에서 캠핑을 즐기는 것이 제일 좋아. San Remeso Kemping Un Tin Ki Nun Cox Si Se In Choa I love camping in the forest the most. Tôi thích cắm trại ở trong rừng nhé. Tôi thích con đại ô đi đường nhắc. Ở trong rừng nhé. Nì. Được đường nhắc. 다음 Nì.주말에 친구들과 함께 산행을 가려고 해. Tam Chumare Chingu Tun Qua Hàm kê san hen ơn ka rio cô he I'm planning to go mountain climbing with friends next weekend. Tôi Tôi có kế hoạch đang đi tôi có kế hoạch leo núi với bạn vào tuần sau. lên sau lên lên Cuối tuần sau. chủ nhật Ne tam tumare next weekend. this weekend tiếng Việt Cuối tuần sau tôi tuần sau ok nè cuối tuần cuối sau tuần cuối tuần cuối tuần sau cuối tuần sau tiếng Việt phát phát triển phát triển Hải develop trần phát sông hàng sông phát trai phát hành có nhỏ prosperity ready phát triển phát sông tài nhé tiếng Việt tiếp tục kêu rồi nè Công ty chúng tôi đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. công ty chúng tôi đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ uri 회사는 아주 강력하게 대단히 발전하는 과정에 있어요 Chương trình đài phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. chương trình đài phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày Này.매일 chương trình cứ phát sóng program이 매일 8시에 방송해요. Chúc mừng năm mới, chúc bạn phát tài phát lộc. Chúc mừng năm mới, chúc bạn phát tài phát lộc.새해 복 많이 받아요. 당신의 번영과 행운을 빌어요. 쭉 만빳다이 빳럭. 네. 그 네. 다음은 문법 있어요. 일하면 하고 일하면 new. 네오. 생배수로 new. 네오. 여행을 좋아한다면 이번 주말에 해변에 가보는 게 어떨까요? 여행 은 좋아 한다면 이번 주말에 해변으로 가보는 게 어떤가요? If you like traveling, how about going to the beach week weekend? Nếu mà bạn thích đi New du lịch thì Bantak Zurich.
Hay Bạn cảm thấy biển đi lịch bãi biển ra biển thì cuối bà tuần như thế biển nào, cuối tuần này như thế nào? cuôn chuồn Nhanh, cuối tuần này. cuôn chuồn này 시간이 부족하다면 이메일로 문의 주시면 도와드리겠습니다. Sikan đi bu chok hatamion ime ilo mune chu simion to hoa tư ri kết ta. If you don't have enough time, please contact us via email and we will assist you. Nếu mà bạn không có đủ thời gian, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua email và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. 네, 오케이. 비가 온다면 우산을 가져가는 것이 좋겠어요. 비가 온다면 우산은 가져가는 것이 좋겠어요. If it rains, it would be a good idea to bring an umbrella. Nếu mà trời mưa thì nó sẽ là một cái ý tưởng hay để mang cho một cái dù. Nè. Umbrella tiếng Việt 뭐예요? Usan là cây dù. Cái dù. Nè. Iko 이거 tiếng Việt 해볼게요. You, nè. Tốt. Nếu bạn thích đi du lịch, tại sao không đi biển vào cuối tuần này? Nếu bạn thích du lịch, tại sao bạn không đi bên bao của chú này? Nhìn. 여행을 좋아한다면 주말에 바다에 가면 어떨까요? 네, 여행은 좋아한다면 이번 주말에 해변으로 가보는 게 어떤가요? 네. 선생님, 해변 하고 예. 바다. 해변은 바이빙. 바이비엔 해변 비. 비엔 바다 아. 하이 비엔 바다 네네. 이해해요. 다음 네, 이해했어요. 네 Nếu bạn không có đủ thời gian, hãy liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Nếu bạn không có đủ đủ thời gian, hãy liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Bạn không có đủ thời gian, 시간이 없다면, hãy liên hệ với chúng ta qua email을 통해서 우리의 하이보이를 연결해서 chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Tôi qua từ từ ri kết xem ta Doa드리겠습니다. từ qua từ ri kết xem ta Ok. 네, 다음. Nếu trời mưa thì việc mang theo ô là một ý tưởng tốt. Như chỗ mua thì việc mang theo là một ít chung tốt. Khi Nè. ga온다면 việc mang theo우산을 가지고 모티 중토 가는 게 좋아요? 준비하는 게 좋아요? 비카 운타미온 오사는 가족하는 것이 좋겠어요. 네. 땡벨라 마는 그러나라는 뜻 있지 않아요? 하지만 육마 좀 달라요? Ghost but in this sentence so it's very square이상해요? it's mà 이미 없어요. 의미 없어요? 네. 오케이. 그러면 고쳐주세요. M 꽃에 Group lead. 아, 네네.
Bí hốt. Mà Bí hốt mà không à. No Translate, Korean translate. no no. Tiếng Việt, tiếng Mà Việt của tôi rồi. email ghost. À. Mà Maga Ghost Nè. à, i상해. Cứ có말고 của mà 그러나 그러나 À mà.눈마 Đi học mà. À눈마 mà. Mà. Not mà. Đi học mà không mang sách là điều không thể chấp nhận được. Hakyo e camion Không check cho ca đơn có option. đi ốp so ăn tê đi học mà không mang sách là điều không chấp nhận được. Mà chắc If là you go to school but you don't bring your chest so don't accept about that. nè. Tham có thể phải tôi chết. Thời tiết nóng quá mà tôi muốn đi ra biển tắm. Anh ta nói rất nóng. Thời tiết ở Nancy chọn mà Hồ số. tôi so yêu Tôi muốn đi là Việt Nam Heo Caro Cayo. Hebion cho Việt nên Nam Hebion Xuyên Caro Cayo. một giấc Heo. Heo Yok. Hesu yok Heo Hesu Yok. Heo Yok Caro Cayo. Gago Sipoyo. Nè Hesu yok hako sipo Tao. yo. Anh ta nói rất lớn mà lại không nghe lời tôi. Anh ta nói rất lớn mà lại không nghe lời tôi. À, cứ nên nói rất lớn. Xin Cưng sorry đâu mà đến cưng tôi. cưng sorry run Mar했어요. anh hay so Hachiman Không nghe. chê sorry nên an troyo Mar했어요. À, an không nghe. Lôi tôi nè nè ok. À, 이거는 그냥 그 단어 아 여기까지는 이 단어는 어디에서 난 거예요? 인터넷 인터넷에서 났어요? 인터넷 그러면 녹화 일시 중